Xin chào quý vị, hôm nay mình giới thiệu cho quý vị cái món mình làm hôm nay. Mình làm nhưng mà không có quay à, tính không được cho nên không có quay, nhưng mà bây giờ cũng ra có kết quả cho nên mình nói tóm tắt cho quý vị nhớ biết. Nếu mà quý vị thích ăn làm trong khi chờ đợi mình làm cái video này về món này, không biết khi nào nó ra cho nên giờ mình nói bằng miệng. Đây là bánh chuối, bên này bánh chuối này, bánh chuối dân dã miền Tây. Bánh chuối là ở vườn miền quê chứ không phải bánh chuối bán. Mình làm thế này á, đây nè, mình làm ra được hai cái này, mình cắt mình ăn hết miếng rồi mình thử rồi nó ngọt lắm. Mình bỏ hơi ít bột. Cái này á, là một nải chuối xiêm, nửa chiếc xiêm đen nha. Chiếc xiêm đen thì nó ngọt hơn cái xiêm trắng. Này chuối xiêm đen, nải chuối xiêm đen mình làm với nửa nửa bịch bột gạo 14 ounce. Cái mình mua cái gạo bịch bột gạo Asian Best Rice Flour, cái loại mình nó mới ra sau này á. Này mình mua đó, nửa bọc bột gạo đó với một nải chuối, một muỗng cà phê muối và một muỗng canh. Đường thì nó hình như mình bỏ có nửa nửa muỗng ăn canh đường để dành cho ngọt thôi. Rồi, mình bỏ khoảng 3 cắp nước, 2-3 cắp nước vô quậy ra. Đại khái là bỏ nước sau quậy ra nó sạch sạch, hơi lỏng, hơi sạch chút. Chứ không phải sệt lắm, hơi sệt thôi mà cũng không có quá lỏng. Rồi mình bỏ vô, mình bắt cái nồi nước lên sôi, mình để cái khuôn thủy tinh này vô nó nóng, cái mình chế, mình múc bánh chuối, múc cái bột chuối mà khoa bột đó mình đổ vô, mình hấp hấp lâu lâu, mở cái nắp nồi nghiêng qua một bên để cho nước nó rõ xuống, không có bị rớt vô bánh. Rồi lâu lâu cái mình lấy đũa mình xơm nó, tại nó phùng lên cái nó xơm, cái nó sẹp xuống, cái khi nó chín mình thọt đũa vô mà cái đũa nó không có dính bột cái thì nó chín, nó trơn cái mình chín, khi mình lấy nó ra để ăn liền thì nó rất là không được ngon lắm, nhưng mà nó ngọt. Mình để ra ngoài qua hồng đêm nè, nó dẻ xuống, nó dẻ xuống nó ngon đó. Xong mình làm nước cốt dừa. Nước cốt dừa thì mình làm một lon nước cốt dừa đó với thêm nửa lon nước, mình dùng cái phá loại này nè, mình múc cho 2 muỗng đường vô đây, muối 1 muỗng cà phê muối, thêm nửa lon nước này nữa, không biết nữa mình có nói chùa nè đó. Rồi mình bắt nó nóng lên, mình để nó lại nước cốt dừa, một lon nước cốt dừa này với nửa lon nước, rồi 1 muỗng cà phê muối mình bắt lên. Nó sau là mình vừa bắt trong thời gian đợi lửa, mình rắc, mình dùng bỏ bột 1 muỗng, 1 phá bột, cái bá này nè, vô bột vô đây, cái mình rây nó vậy nè, vừa rây vừa quậy nó, cái khi nó sôi lên 1 giờ dạo mình bỏ 2 hấp đường này vô rồi mình quậy cho tan. Rồi ra đây nè, ok, nó cũng hơi sạch sạch mà nó nguội xuống thì chắc sẽ sạch nhiều. Còn nếu mà quý vị muốn lỏng hơn thì cho, thay vì mình cho 1/2 lon nước thì quý vị cho nguyên lon nước. Đó là bánh chuối, đây là hôm nay là bánh chuối ăn đó. Ok, hẹn quý vị video kế tiếp ha.